Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Hãy đăng cầu hôn bạn gái. Ban đầu, Kim Hoàng bí mật liên hệ với ban tổ chức để chính mình là người cầu hôn bạn trai. Cô kể, cả hai yêu nhau gần 3 năm. Vì tuổi đời của mình còn trẻ chỉ 22 tuổi, Kim Hoàng hiểu mình thường bột trực, thẳng thắn và thích thể hiện cái tôi. Nhưng từ khi yêu Hải Đăng, một người vô cùng điềm đạm, anh đã chỉ dạy cho cô nhiều điều về công việc lẫn cách hành xử. Tôi tin tưởng anh ấy là người đàn ông của cuộc đời mình, cô nói. Sẵn sàng cho buổi lễ xong bất ngờ chính Hải đăng là người cầu hôn đối phương. Anh chuẩn bị hoa và cất giọng hát với ca khúc tâm sự tuổi 30. Bà Ngô ơi, đây là điều đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng anh làm điều đặc biệt này cho em. Đừng từ chối anh nhé, anh xúc động chia sẻ. Tôi sẽ không bao giờ để Kim Hoàng cô đơn. Là người hiểu Hoàng nhất, tôi sẽ sống bên cạnh cô ấy đến cuối đời anh nói thêm. Cố diễn viên trao nụ hôn tình cảm đến bạn gái. Trước khi yêu Kim Hoàng, anh từng bị lừa rối trong tình yêu, thậm chí có lúc mất niềm tin. Nhưng chính Kim Hoàng là người thay đổi điều đó ở anh. Anh quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái khiến cô lẫn mọi người xung quanh đều dưng dưng nước mắt. Khoảnh khắc thiên liên đánh dấu tình yêu của cặp đôi. Họ dự tính sang năm 2021 sẽ sớm sắp xếp để gia đình hai bên gặp nhau và bàn chuyện cưới hỏi dẫu vậy, Hải Đăng đã mãi mãi rời xa người vợ sắp cưới của mình vào chiều ngày 16 tháng 2. Kim Hoàng cho biết Hải Đăng về quê thăm cô ở Khánh Hòa, đang tắm biển thì bị đuối nước. Cô khóc nức nở kể lại, anh đang bị đuối nước, kêu nhưng không ai cứu. Lúc tôi kéo anh Đăng lên, anh ấy đã tím nhắc. Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè thương sốc trước sự gia đi đột ngột của anh. Hải Đăng sinh năm 1986, từng đóng các phim gia riêng anh cưới em, thám tử tình yêu phiên khúc đoàn viên hiện tang lễ của anh diễn ra ở chùa vĩnh nghiêm thành phố hồ chí minh hoàng nam